Em này, các cụ bảo không có sai, gái một con trong một con mắt. Anh nói thật đấy à? Ừ. Mà không, ai cũng bảo em càng ngày càng xinh ra đấy. Này, phải cảm ơn anh đi chứ. Còn lâu, phải cảm ơn Eva Ke. Này, thế ai nghĩ và mang dịch vụ đến cho em và con? Bà nội bà ngoại bận hết rồi, lấy ai chăm sóc vợ và bé tụi? Alo, chị Hà. Vâng. Chị giúp em xem là có ai chăm sóc bé giúp em không? Vâng, các bà bận hết rồi. Cái gì ạ? Dịch vụ chăm sóc mẹ và bé Evke. Vâng vâng vâng, em tìm hiểu ngay ạ. Vâng, em cảm ơn ạ. Dịch vụ chăm sóc mẹ và bé Evke. Dịch vụ spa chăm sóc mẹ và bé Evke được thành lập năm 2010 sau nhớ ủ của chị Phùng Thị Phượng, dưới sự cố vấn của các bác sĩ hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực chăm sóc phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sinh con. Tất cả các liệu trình điều trị, chăm sóc mẹ và bé mà Evke sử dụng đều dựa trên nền tảng liệu pháp massage dưỡng sinh Nhật Bản và bí quyết làm đẹp cung đình Huế mang lại lợi ích nhân đôi cho cả mẹ và bé. Không ảnh hưởng tới nguồn sữa, kết hợp các yếu tố truyền thống và hiện đại, thỏa mãn các yếu tố phục hồi sức khỏe, kiêng cự đúng cách và làm đẹp sau sinh, giúp chị em phụ nữ giữ lửa hạnh phúc và tự tin thăng tiến trong sự nghiệp. Với hơn 60 nhân viên, 100% là các y tá, điều dưỡng có bằng cấp, chuyên môn và được đào tạo chính quy và kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé. Dịch vụ chăm sóc mẹ và bé Evke chuyên cung cấp 5 dịch vụ: tắm trẻ sơ sinh tại nhà, thông tắc sữa tại nhà, chăm sóc mẹ bầu, chăm sóc sau sinh, cho thuê và bán máy hút sữa. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thêm các sản phẩm làm đẹp, hoàn toàn tự nhiên, tuyệt đối an toàn, giúp bà mẹ nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh. Là một phụ nữ, đồng thời tôi đã tham gia rất nhiều các chương trình nghiên cứu trong thời gian mang bầu và cũng như sau sinh. Trong và ngoài nước thì tôi thấu hiểu cái nỗi lo lắng của tất cả các chị em và đã ấp ủ thành lập lên công ty chăm sóc mẹ bé Evke, và với một mong muốn là giúp tất cả chị em trong thời gian mang bầu có một tinh thần thoải mái, thư giãn và bớt khó nhọc hơn trong thời gian sinh em bé, và cũng như là sau sinh thì lấy lại được cái vóc dáng sau khi sinh một cách nhanh nhất, để có thể tự tin phát triển bản thân và có thể giữ vững được cái tổ ấm hạnh phúc gia đình mình hơn nữa. Chăm sóc bà mẹ sau sinh. Nhiều dịch vụ thế nhỉ? Hay đấy. 0967920620. Alo, dịch vụ chăm sóc mẹ và bé Evke xin nghe. Em cho anh hỏi, đây có phải là dịch vụ chăm sóc mẹ và bé Evke không? Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Anh muốn đăng ký dịch vụ tắm bé và chăm sóc bà mẹ sau sinh. Anh vui lòng đến địa chỉ 53 Củ Chính Lan để được bên em tư vấn và cung cấp dịch vụ tốt nhất tới anh. Cảm ơn em. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you,
thấy rất là may mắn khi được chăm sóc sau sinh bởi EvaCare. Tôi lấy lại được vóc dáng thon gọn chỉ sau 3 tháng sinh con, làn da thì tươi trẻ hồng hào. Đặc biệt tôi rất là hài lòng với cách tắm bé của các cô EvaCare. Sau khi tắm thì bé tũn ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc và không quấy khóc. Tôi nghĩ rằng là lần tiếp theo khi sinh con thì tôi vẫn tiếp tục tin tưởng lựa chọn EvaCare.